Xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh YouTube của anh Hương Thích. Hôm nay anh và các em sẽ cùng đi thực hiện nhiệm vụ lắp ráp. Chúng ta sẽ cùng lắp ráp cánh tay cần cẩu. Đầu tiên là lắp bánh xe này, máy lái này và cánh tay cần cẩu. Đấy, chúng ta cần xếp đúng vị trí của xe nha. Rồi, tiếp theo chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ ta sẽ bơm nhiên liệu vào cho xe để hoạt động nha. Rồi sau khi bơm dầu thì ta phải đóng nắp thùng dầu lại, xe sẽ bắt đầu hoạt động. Khu vườn của chúng ta có rất nhiều cây khô nên là ta sẽ phải loại bỏ cây khô, dùng chiếc cần cẩu này múc cây lên trên xe ben và xe ben sẽ trở đi nha. Rồi sau khi thực hiện xong công việc nhổ cây khô thì chiếc xe đã rất là bẩn. Bây giờ chúng ta cần phải nhổ chiếc xe đi nha. Đầu tiên là mình sẽ dùng bút bọt tuyết lên trên xe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bọ này lau sạch cái xe. Đấy, chúng ta lau sạch cái bóng cái xe nha. Rồi chúng ta cũng cần phải chuẩn bị xịt nước. Xịt nước để cho trôi hết xà phòng đi. Ok, xe đã sạch bóng như mới. Sẽ cùng nhau điều khiển chiếc máy đục đá nha. Wow. Máy đục đá. Đây là công đoạn lắp ráp chiếc máy đục đá. Sạch rồi, đây là công đoạn cuối cùng của chúng ta là xịt nước để sạch các đục đá. Ok, sạch rồi. Tiếp tục bây giờ chúng ta đến với máy ủi nhá. Máy ủi. Oh, máy ủi trông rất là kỳ lạ. Ta phải lắp bánh trước và bánh sau khác nhau nha. Bánh trước nhỏ hơn bánh sau bạn nha. Lắp đúng vị trí. Excellent. Rồi chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để công việc nhé. Các bạn nhỏ,
trên đất thì mình sẽ dùng máy xúc để đào hố trồng cây. Ok, lại là công việc lắp ráp chiếc xe. Công việc này thì các bạn sẽ nhận được các bộ phận nào tốt nha. Ta sẽ nhìn ra các bộ phận lắp chuẩn chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắp ráp chiếc máy khoan nhé.
bánh xích. Brilliant. Nên chúng ta sẽ không excellent. Bơ hơi cho chú. Bravo. Các bạn.